Tiến sĩ Đỗ Công Danh năm nay 32 tuổi. Ông và gia đình định cư tại Hoa Kỳ theo diện HO lúc ông 7 tuổi. Ông tốt nghiệp cử nhân khóa học từ trường Đại học California ở San Diego. Sau khi tốt nghiệp, ông đã tiến hành một chương trình nghiên cứu tại The Scripps Research Institute về sự lây nhiễm của siêu vi khuẩn và phản ứng miễn nhiễm của con người. Ông đã dành thời gian cho việc nghiên cứu tại Riverside để lấy bằng tiến sĩ trong lĩnh vực y học của trường Đại học California. Luận án tiến sĩ của ông chỉ rõ vai trò của sự nhiễm trùng trong các vết thương trên da không lành được. Ông là tác giả của nhiều bài thảo luận và kết quả nghiên cứu được đăng trên các tạp san y học, và ông đã được mời thuyết trình tại các diễn đàn y khoa nổi tiếng tại Hoa Kỳ. Hiện nay, tiến sĩ Đỗ Công Danh đang phụ trách nghiên cứu về các triệu chứng dị ứng và bệnh xỉn tại phân viện Division of Asthma and Clinical Immunology của trường Đại học Y khoa Johns Hopkins ở tiểu bang Maryland. Lý do sao mà Danh chọn ngành y khoa đó thì có hai cái thúc đẩy. Thúc đẩy đầu tiên là tất nhiên là thúc đẩy của gia đình. Tại vì lớn lên đó, gia đình, ba mẹ Danh luôn luôn muốn con cái có một ngành vững vàng và làm gì ích lợi cho xã hội. Và cái thúc đẩy thứ nhì là cái thúc đẩy đam mê của Danh. Tại vì lớn lên Danh luôn luôn có cái đam mê về tìm tòi những cái gì mới mẻ. Và sau nhiều năm đi học, Danh thấy rằng cái lĩnh vực mà Danh thích và yêu chuộng nhất, mà có thể làm được ích lợi nhiều nhất cho xã hội á, là về khoa học. Thì nên như vậy, Danh bỏ ra nhiều thời giờ và tâm huyết học 4 năm đại học để lấy bằng cử nhân trong lĩnh vực hóa học. Và sau đó bỏ ra thêm 2 năm nữa để đi làm nghiên cứu, để cho mình hiểu biết rằng nghiên cứu là thế nào, mà có đấy có thích hợp với mình hay là không. Và sau nhiều tháng suy nghĩ, Danh quyết định theo đuổi ngành y học về lĩnh vực nghiên cứu. Nên vậy Danh bỏ thêm 5 năm nữa để đi lấy bằng tiến sĩ về y học, và bây giờ đang làm việc ở trường Đại học Johns Hopkins. Đối với Danh, ngày 30 tháng 4 có hai yếu tố. Một yếu tố của lịch sử và yếu tố của bản thân và trách nhiệm cho Tổ quốc Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 là một ngày đen tối trong lịch sử Việt Nam của mình. Sau khi nước Việt Nam bị lật đổ, và vì đó nhiều người phải bỏ ra đi tìm cái sự tự do sống chịu chết trên biển cả. Và đây là những cái hy sinh của ba mẹ của mình cho mình tự do. Họ phải tìm tự do sống chịu chết, phải vượt biển qua đây để cho mình một cái cơ hội. Và nên dạy mình phải biết lấy những cái cơ hội này để mà tôn sùng ba mẹ mình hơn, và ước muốn cho tổ quốc của mình, nước Việt Nam bây giờ, một ngày nào đó có tự do. Cờ vàng ba sọc đỏ đối với Danh biểu tượng cho một cái tự do và cái sự hy sinh của ba mẹ của Danh và nhiều thế hệ trước Danh. Và cái đó là một cái gia sản mà Danh nghĩ rằng ba mẹ của Danh đã để lại cho Danh. Và cờ vàng ba sọc đỏ luôn luôn đối với Danh cái biểu tượng của tự do mà mình ước muốn được có thể trở về nước Việt Nam. Để sao? Để nước Việt Nam có cái dân chủ và cái tự do mà Danh đã được thừa hưởng ở bên Hoa Kỳ bây giờ. Là một người thế hệ thứ hai, Danh nghĩ rằng cái quan trọng nhất đó là mình phải biết mình là ai. Mình phải biết là mình phải hạnh diện là mình là người Việt Nam sống ở trên nước Mỹ, hay là mình là quốc tịch Mỹ gốc Việt. Nếu mà mình có cái nền tảng tốt và cái sự cứng rắn trong cái chuyện đó đó, thì Danh nghĩ rằng mình có thể xây dựng chính bản thân của mình và cộng đồng trên những cái yếu tố đó. Và với thế hệ sau này, Danh nghĩ rằng mình đã thừa hưởng được một cái tự do mà nhiều người không có được thừa hưởng được. Mình muốn làm cái gì, nếu mà mình bỏ tâm quyết vào, mình có thể đạt thành được. Thì đừng có sợ hãi. Nếu mà mình quyết tâm theo đuổi một cái lĩnh vực gì trên nước Mỹ này, mình sẽ có cơ hội
để đạt thành những cái ước vọng của mình nếu mà mình biết bỏ công và bỏ sức ra để làm.